Đời người có thời điểm dính sao quả tạ, bạn đã biết mốc này để phòng tránh hay chưa? Ở đời người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng có 10 năm đặc biệt, được xem là thập kỷ đầm lầy, phát sinh những bệnh nguy hiểm. Độ tuổi từ 46 cho đến 55 là giai đoạn nguy hiểm nhất của đời người. Con người ta khi khỏe mạnh thường không bao giờ có suy nghĩ phải chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận, bởi khi đó cơ thể vẫn còn khỏe, chưa làm phiền hay cản trở bạn trong bất kỳ mọi hoạt động nào, và bạn cũng ít khi bắt cơ thể phải thử thách hoặc rèn luyện. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, trách nhiệm với công việc và gia đình ngày càng nặng nề hơn, khiến cho sức khỏe bắt đầu giảm sút, thậm chí nó trở chứng một cách rõ ràng. Vì thế, các chuyên gia sức khỏe cho rằng lứa tuổi từ 46 cho đến 55 sẽ là giai đoạn đặc biệt nhất của đời người, quyết định chất lượng sống khi về già và tuổi thọ của mỗi người. Có rất nhiều căn bệnh tiềm ẩn nhiều năm trong cơ thể, chờ đến lứa tuổi này sẽ bùng phát một cách dữ dội, làm cho con người không kịp trở tay nếu chủ quan. Đây còn được gọi là giai đoạn nguy cơ cao, vì nhiều người đã phải giã từ cuộc sống. Con người có những giai đoạn tuổi vô cùng quan trọng, quyết định đến cái gốc của sức khỏe. Nếu biết được những kiến thức đơn giản này, bạn sẽ có những giải pháp phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Giai đoạn 1, từ 0 cho đến 35 tuổi, là giai đoạn phát triển năng động và khỏe mạnh nhất đời người. Cơ thể sẽ từ điểm 0 mà phát triển liên tục cho đến khi hoàn chỉnh nhất, đẹp đẽ nhất, ít bệnh tật nhất. Tất cả các cơ quan trong cơ thể được phát triển và nâng cao chức năng hoạt động một cách rất tuyệt vời. Đây được gọi là thời kỳ vàng của sức khỏe. Giai đoạn 2, từ 36 cho đến 45 tuổi, đây là giai đoạn bắt đầu thoái trào, sức khỏe đi xuống. Khởi đầu là chức năng sinh lý của các cơ quan có thể giảm xuống, một số cơ quan thể hiện rõ sự lão hóa xuống cấp, ví dụ như bệnh xơ cứng mạch máu bắt đầu hình thành. Bệnh tiểu đường cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo. Đây cũng được xem là giai đoạn hình thành các mầm bệnh trong cơ thể. Giai đoạn 3, từ 46 cho đến 55 tuổi, đây là giai đoạn 10 năm quan trọng nhất trong đời, cần phải chăm sóc sức khỏe một cách đặc biệt nhất. Bởi hầu hết các căn bệnh đều bùng phát cùng lúc trong giai đoạn này, với những nguy cơ rõ ràng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt là bệnh tim mạch vành, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh khác với tỷ lệ mắc rất cao. Một số trường hợp đã rơi vào bi kịch và bị tử vong sớm khi vừa chạm ngưỡng trung niên. Vì thế, các chuyên gia còn gọi đây là thập kỷ đầm lầy trong hành trình của đời người. Hay nói ví von là giai đoạn có sao quả tạ chiếu mệnh. Sẽ có người vượt qua được, và nhiều người cũng phải dừng cuộc chơi tại giai đoạn này. Giai đoạn 4, từ 56 cho đến 65 tuổi, đây được xem là giai đoạn chuyển tiếp an toàn, sức khỏe quay lại quỹ đạo ổn định. Mặc dù đi xuống theo thời gian, nhưng đa số nhiều người đã ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Giai đoạn 5, từ 65 tuổi trở đi. Từ sau 65 tuổi trở đi, nếu người không bị mắc những căn bệnh nguy hiểm, hoặc bạn đã biết phòng ngừa cẩn thận từ thời trung niên, thì những thay đổi sẽ không quá lớn. Bạn sẽ già dần đi trong một môi trường tương đối an toàn. Hãy duy trì việc chăm sóc sức khỏe thật tốt để kéo dài thời gian sống vui và sống khỏe. 8 căn bệnh bùng phát dữ dội nhất tuổi trung niên. Nghiên cứu này cho thấy giai đoạn từ 46 cho đến 55 tuổi, cơ thể sẽ phải đối diện với khoảng 8 loại bệnh có tính nguy cơ cao, thường là bệnh mãn tính, hoặc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe giai đoạn sống sau đó. Vì vậy, làm thế nào để ngăn ngừa khẩn cấp hoặc làm giảm khả năng mắc căn bệnh này? 1. Bệnh tiểu đường. Những người sống trong gia đình có tiền sử mắc bệnh tiểu đường thì nguy cơ mắc của bản thân sẽ cao hơn những người khác. Bệnh sẽ phát tác trong giai đoạn trung niên với nguy cơ cao nhất. Thực phẩm nên ăn đó là cá. Cá là thực phẩm giàu axit béo omega 3, có thể làm tăng sự phân hủy đường trong cơ thể người sau khi sử dụng, giúp duy trì trạng thái chuyển hóa gluco bình thường. Trong nhóm cá thì cá ngừ, cá trình được đánh giá là tốt nhất trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. 2. Bệnh tuyến tiền liệt. Nam giới đến tuổi trung niên rất dễ bị viêm tuyến tiền liệt
hoặc tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, nên ăn uống điều độ và chăm sóc sức khỏe cẩn thận để phòng ngừa hiệu quả. Thực phẩm nên ăn đó là hạt bí. Thành phần hoạt chất chứa trong hạt bí đỏ có thể loại bỏ sự sưng tấy ở giai đoạn đầu của bệnh viêm tuyến tiền liệt. Do đó, các triệu chứng phát sinh có thể được phục hồi, giảm nhẹ và khống chế, không để bệnh tăng nặng lên đến giai đoạn 2, đồng thời giảm tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, nhưng cũng cải thiện tình trạng bệnh cho những người đã bước vào giai đoạn 3 của chu kỳ bệnh. 3. Bệnh mất ngủ. Bước vào tuổi trung niên, cuộc sống có nhiều thay đổi, nếu không kiểm soát tốt tâm trạng sẽ gây ra căng thẳng tinh thần, dẫn đến mất ngủ. Thực phẩm mà bạn nên ăn đó chính là dâu tây. Dâu tây là trái cây giàu magie, kali. Trong đó, magie có thể xoa dịu cơ thể, kali có thể giúp bạn giữ được bình tĩnh. Sự kết hợp của hai chất này có thể thúc đẩy giấc ngủ một cách rất hiệu quả. 4. Bệnh sỏi đường tiết niệu. Do chế độ ăn uống có lượng chất béo cao và thiếu thời gian dành cho việc tập thể dục, dẫn đến mắc bệnh sỏi đường tiết niệu ngày càng nhiều ở những người độ tuổi trung niên. Thực phẩm mà bạn nên ăn đó chính là mộc nhĩ đen. Mộc nhĩ đen là thực phẩm giàu chất kiềm và enzyme thực vật, có thể thúc đẩy bài tiết tốt hơn, bôi trơn niệu đạo, làm cho sỏi nhanh chóng được thải ra ngoài. 5. Bệnh viêm dạ dày. Khả năng diệt trừ vi khuẩn của rượu vang tương đối tốt. Các thành phần chứa trong rượu vang có thể tiêu diệt vi khuẩn HP, gây loét dạ dày, viêm dạ dày. Trong quá trình sản xuất từ quả nho thành rượu, món đồ uống này trở thành công cụ hữu hiệu trong việc diệt khuẩn, từ đó mang lại tác dụng trong phòng tránh bệnh viêm dạ dày do vi khuẩn tấn công. Nên uống một lượng rượu nho vừa phải và đều đặn. 6. Chức năng tạo máu bị thoái hóa. Vào độ tuổi trung niên, chức năng tạo máu bắt đầu trên đà đi xuống. Thoái hóa nhanh chóng sẽ gây ra thiếu máu cục bộ ở một số bộ phận trên cơ thể. Nếu không nhanh chóng cải thiện chức năng này, sẽ dẫn đến mắc bệnh thiếu máu, ảnh hưởng đến sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ. Thực phẩm mà bạn nên ăn đó chính là xương. Canh xương là món ăn có thể giúp bạn cải thiện chức năng tạo máu, nên ăn thêm tủy xương nhiều hơn, đồng thời ăn uống đa dạng các thực phẩm bổ máu. Tủy xương có thể tăng cường khả năng sản xuất các tế bào máu trong cơ thể. 7. Bệnh huyết khối. Đây là căn bệnh gây rủi ro đến tính mạng cao nhất trong nhóm các bệnh dễ xảy ra ở tuổi trung niên. Nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nhồi máu não đều là các bệnh phát sinh do bệnh huyết khối. Các cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu. Thực phẩm mà bạn nên bổ sung đó chính là cà chua. Ăn thêm cà chua thường xuyên có thể chống lại bệnh huyết khối, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và nhồi máu não. Và mỗi buổi sáng sớm là thời điểm nguy hiểm của bệnh này do cơ thể mất nước, máu đậm đặc hơn. Lưu ý ăn cà chua vào thời gian này sẽ có hiệu quả cao trong việc giảm sự hình thành huyết khối. 8. Bệnh tim. Không hẳn là căn bệnh số 1 đe dọa mạng sống như bệnh huyết khối, nhưng bệnh tim lại tấn công đa số người cao tuổi. Bắt đầu hình thành từ giai đoạn trung niên, bệnh tim tấn công vô cùng bất ngờ, khiến cho người bệnh hầu như không kịp trở tay. Nhiều tình huống diễn ra nguy hiểm đến mức không còn có thể xử lý hoặc can thiệp y tế. Việc phòng ngừa bệnh tim là vô cùng quan trọng. Thực phẩm mà bạn nên ăn đó chính là quả hồng. Thực phẩm hỗ trợ bệnh tim được đánh giá tốt nhất, bởi vì trong hồng có rất nhiều chất cellulo, phenol và các nguyên tố vi lượng có thể ức chế xơ cứng động mạch. Người trung niên nên ăn một lượng phù hợp sẽ có lợi cho việc phòng ngừa bệnh tim mạch. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Kiến thức Khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.